sau một ngày bắt giả bắn được nhiêu đây nè anh em. Đây là con chim gì không biết luôn, màu cực kỳ sặc sỡ luôn. Này là con gì vậy trời? Ngồi đó. Đâu? Chơi đó. Rồi, rồi. Đã đó, 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 đó. À, quá đẹp anh em à. Không biết chim gì luôn. Con này con gì trời? Anh em nào biết comment dưới nha. Trời trời, cái tiếng đã. Đã gì đâu luôn. Bắt được nhiêu đây nè. Một chút nữa anh em xuống đây nướng rồi ăn rồi. Quay. Rồi. Anh Dương với đâu? Giờ đang mần mới được. Đợi mình xuống mần. Có con chim mày lạ quá nè mà. Lấy cái lò xuống rồi. Lấy cái lò xuống.